Rồi, hôm nay Ngọc đang cùng với chú Ảnh cùng đi làm một cái clip là ngôi chùa cát ở Phú Yên nhé cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ đi quay tham quan chùa. Rồi đi thôi. Con quay lấy mặt sau á. Dạ. Quay mặt trước đi. Rồi. Rồi đi vô. Quay thôi. Con nói lại. Bây giờ em Ngọc Đan với mình là có mặt tại chùa Cát, chùa Báo Tịnh, thành phố Tuy Hòa, chùa Báo Tịnh, Phú Yên. Hôm nay mình quay đăng video cho các bạn xem, rất mong được các bạn ủng hộ xem video, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Giờ mình quay có những gì ở đây ở chùa cho các bạn xem, thấy thử nó có đẹp không? Chùa đây là lớn nhất ở Phú Yên các bạn. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên là ban chấp hành trị sự làm việc ở đây. Đầu tiên mình vào chùa thì mình thấy được cái tượng ngài Phật Thích Ca Mâu Ni và năm anh em Kiều Tần Như. Của con có thấy chứ không ta? Nó có và có hai con nai. Có một cái cây bồ đề rất là đẹp. Có hai cây bồ đề. Bồ đề rất là đẹp. Cái bồ đề đây cũng lâu lắm đó các bạn. Thấy thân nó to cỡ này, cành lá nó cỡ này là ở chùa chắc trồng cũng lâu rồi. Rồi mình đi tiếp thôi. Cần cứ theo đây thì... cảnh quan ở chùa này cũng đẹp, cây xanh nhìn thấy rất là thoải mái. Đây là tượng Phật Ca Mâu Ni, tượng Phật A Di Đà, cao to rất là uy nghiêm, từ bi. Nam mô A Di Đà Phật. Hai bên cái ly hương tiếp đó, A Di Đà có hai con rồng, màu vàng thiệt là đẹp. Cây xanh mát mẻ. Chùa các bạn cũng biết á, chùa mà có một không gian yên tĩnh thì chỉ có ở miền quê thôi, còn đây tại trung tâm thành phố thì chùa gần bên đường á, nó xe cộ nó chạy nó náo động, cho nên cái yên tĩnh thì mình thấy nó không có được như những ngôi chùa hiểu lắm. Đúng rồi, yên tĩnh. Ngôi chùa này nó ở giữa trung tâm thành phố, còn cuối chúng ta cảm giác được bước ra ở đây vô luôn đi dẫn đi. Các chỗ nào cuối là chú nói con cuối không? Đây là cái gì vẫn hiếu nữa. Môn pháp vừa một vừa chỗ nào dạ. Câu đi câu cõi câu thiền gì đâu mình không hiểu nói, nó ý nghĩa nó cao siêu. Tượng rùa nó lại tấm bia đào kinh doanh chứ làm tấm bia, rùa nó đàn tấm bia giống như ở miếu Hoàng Tử Giám rồi chứ mà. Dạ, nó không có rùa lăng sư tử. Muôn pháp vừa một, một vừa chỗ nào. Cái câu đây là câu thiền là sao ạ? Dạ. Ý nghĩa nó sâu lắm, mình không có nói được. Đây, con bước qua đây nha. Bước qua đây. Bước qua này. Chùa Bảo Tịnh, thành phố Tuy Hòa. Bây giờ mình và chú Ảnh cùng tiến vào chùa để quay phong. Mình
còn ở ngoài. Mình còn ở ngoài. Ngoài phong duyên. Chừng nào mình vô trong đây là trong thấy cao chùa kiến trúc rất là đẹp, rất là hoành tráng. Nói chung là chùa cây xanh nhiều, nhờ cây xanh nhiều. Cây xanh nhiều mà khuôn viên đất cũng rất là rộng. Rất là rộng. Con cầm. Rồi. Vài phun khuôn viên chùa. Vì sao? Trong đây là tháp. Tháp ban trị sự Phật giáo Phú Yên lưu niệm công đức ông bà Phan Liên Hương, thủ đô Hà Nội, công ty cổ phần Him Lam, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ông bà Nguyễn Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình. Ông bà Phùng Đắc Quang, thủ đô Hà Nội. Đây là những người làm công đức ấy các bạn. Yeah. Họ lưu niệm. Phong cảnh của chùa rất là đẹp. Ngôi chùa của các bạn rất là đẹp. Xây to hoành tráng, rất là đẹp. Trước cổng, trước chánh điện có hai rồng. Vì sao người ta dài kêu... to? Hả? Vì sao người ta kêu chùa cát vậy chú? Chú cũng không có hiểu được. Nói chung mình cũng không có hiểu được cái chùa thì chùa Bảo Tịnh. Chùa Bảo Tịnh. Tên nó thì chùa Tịnh nhưng mà lại có cái tên chùa cát. Chùa cát. Lại có cái tên là chùa Cát và chùa Bảo Tịnh. Chùa đây là chùa của tỉnh hay vậy chú? Tỉnh hội. Tỉnh hội. Tỉnh hội. Dạ. Dạ. Chùa quan làm cũng như bên nhân sự. Dạ. Lãnh đạo á. Dạ. Lãnh đạo Phật giáo. Đây còn ở ngoài khung viên. Đây một cổng. Dạ. Đây chỗ ông Phật Di Lặc bên trong. Tượng Phật Di Lặc này các bạn, Nam Mô Di Lặc Phật. Tượng Phật Di Lặc này lúc nào gương mặt ngài cũng vui vẻ, cười tươi và có mấy trẻ em đu bám khắp người. Đi tiếp. Rộng vương. Nhà chùa này rộng. Có cây xanh trồng, cây xanh nhiều để cho mát. Ngoài cảnh bên kia là tôn giáo Tin Lành. Bước qua cái đường Nguyễn Huệ thì có một cái thánh giá là Tin Lành, cách nhau 70 mét. 70 mét chùa và nhà thờ cách nhau 100 mét hết đó. Dạ. Bây giờ mình đi tới đường cái hồ sen. Hồ sen à. Đây là một cái hồ sen. Sen rất là đẹp. Tuy rằng nó hết cái mùa nở, chỉ nở lai rai, nhưng mà nhìn phong cảnh rất là đẹp. Và ở dưới ao cá rất là nhiều. Không biết cá gì mà ăn móng như là cơm xoay. Bạn thấy không? Chào bác. Dạ, quay phim á bác. Dạ, quay phim đưa lên YouTube. Ở đâu? Dạ, ở đây. Còn đứng đấy nha, còn đứng đấy ông dạ. Chú ấy nha. Đây là ra đây mình bước qua một cái xây như một cái chiếc cầu vậy, rồi ra chỗ quán Tham Bồ Tát.
Đấy, các bạn thấy, nhìn thấy đến cái ngôi chùa mình cảm thấy nó thanh thản. Cá rồi ăn móng xiên rồi nữa. Chào anh. Ngon quá. Nhìn thấy trong lòng nó thanh thản. Đến chỗ hiền lành á. Chùa là nơi từ bi hy xá, trí tợ. Đây là tượng Quan Âm Bồ Tát. Đẹp các bạn, rất là đẹp. Hồ đây. Ngoài thanh thản ha. Nhẹ. Nhẹ nhàng ha. Dạ alo bố. Bố khỏe không ạ? Dạ alo. Bố có khỏe không ạ? Dạ con hơi long đong, hơi là vất vả lắm bố ạ. Giờ mình đi bên ngoài rồi là giờ mình đi vô ở bên trong. Con cầm được cầm được không? Được nhá, hồi nãy hỏi xin phép rồi. Ông anh này có chuyện căng nhé. Chúc mừng anh nha. Đây là có những cái vị dinh nhân nổi tiếng khắp thế giới, như ngài tổng thư ký văn hóa gì của thế giới nha. Không khó khăn gì khi chọn lựa Đức Phật là một người được tôn sùng trong số những người vĩ đại nhất của nhân loại, không phải không? Dạ. Cũng như xét về Đức Phật á, tài ba lắm mà dở dở như đây là triết gia người Đức. Phật giáo không kích thích người ta làm chiến tranh chống các tôn giáo khác. Điều cảm động nhất chính là ở chỗ giáo lý nhà Phật chống lại tư tưởng phục thù hèn học đáng ghét. Thấy hiền, tôi thấy những câu dành ngôn của bậc danh nhân quý nhân thôi vừa nói chung là mình tiếp hay tên người nước ngoài mình đặt không được, nhưng mà triết gia quyền trưởng đại học gì Delhi giáo sư đại học thì dạy dỗ bởi Đức Phật, ngài không nói đến tội lỗi mà chỉ nói đến vô minh và điên cuồng có thể chữa khỏi bởi giác ngộ và lòng thương cảm. Thì quá, những con nói rất là hay ha. Dạ. Đó, như buổi mai mấy anh em ngồi nghỉ thư giãn ha. Về là hạnh phúc rồi nha chú. Hạnh phúc rồi. Đó, mình đi đến đây là được rồi. Dạ. Yeah. Bây giờ mình được. Dạ. Chú mà cũng mới làm à chú. Mới làm ít năm. Anh là theo YouTuber. À nó làm giống nó làm nên chắc 5 năm rồi. Còn anh là nó có làm cỡ 5 rưỡi. YouTuber chính thị nè, chính thị.
Giờ mình tiến vô bên trong công viên chùa. Vô bên trong chùa. Chùa mình đi đường nào ta? Giờ mình vô chùa ha. Năm tháng ha. Ngon quá. Những giây phút mà an nhàn tốt. Mình chăm lên nha. Rồi nhìn thấy. Lúc nào mà chú là chính là cháu yêu hả? Đào cho nó khác người mình. Rồi, con cầm. Thôi con cầm ông chú ơi. Cầm cái giặt áo nó dở nhất mà con cầm không đi. Bây giờ mình tiến vào bên trong. Tiến vào bên trong tham quan. Không. À. Tham quan chánh điện. Không nên bỏ đi. Mà dép dở đi chứ không gì giờ. Ô đây bằng ăn phòng ăn ngồi chứ chưa thấy đi lên. Ấy không ơi. Đi lên chỗ chánh điện là nó khác, cái đây không phải, đây bên bằng linh nữa hả? Dạ. Phòng ăn không phải, có khá là đi đi lên đây, lên thật trước này. Không, mình đi ra bên kia mình đi lại. Cháu mà không có bỏ chút thời gian ra nữa mà học pháp rồi chứ. Chú nói còn không còn nghe rồi chứ. Không nghe mà nghe phải bài bán à, chứ nghe không bài bán nó lạc đường mình á. Dạ. Bây giờ mấy ông lên mấy ông dán tào lao thiên tặc nhiều lắm á. Chú nói con vậy. Dạ. Phải ông nào cũng dán mình cũng trí tuệ ra đâu. Dán mình muốn làm mình mơ muội thêm á. Đọc vậy. Ừ, đọc. Bây giờ có quỷ chân chính, quỷ đâu chân chính đâu. Mình đi đường nào nó không hiểu. Chánh điện này, vô chánh điện. Quá, chánh điện sao? Đây cũng chánh điện. Đây chánh điện, đây chánh điện. Quá, đây. À đây đúng rồi, là đây. Bây giờ mình hôm nay mình khám phá trên lầu này các bạn. Có chứ, hầu chú lên mà. Lên lầu, lầu cao trên chánh điện á. Chùa lên chùa lầu cao. Chánh điện này. Lại mình chùi chân ở trên thảm đó nha. Dạ dạ dạ. Chứ không phải là nó bét mình bỏ ấy đâu, mình chùi. Trước tiên mình lên mình chùi cái chân này. Bao dép lên đây. Không. Ừ. Giờ mình lên chính điện để cho cái này xin. Chính điện này, đây.
con cầm hai cái đấy chú lại Phật luôn này, trong gì hướng đấy là dễ hướng đây dặn con lại thử con này con này lấy mẫu xuống quỳ xuống quỳ lại chống hai tay xuống đất lại cái đeo cái tán xuống dưới nền luôn chống hai tay không chống hai tay xuống đất lại cái tán xuống cái nền luôn đụng cái nền luôn. Ba lệ thôi. Rồi. Đứng ra. Lệ. Dạ. Dạ dạ. Bước qua bậc nha, cái bậc bước qua. đúng là tình cào quá sau xe sau đâu ở chỗ nào đâu dắt ra vàng đó kia chú mang mình giết nữa. Đây. Bước mình bắt đầu xuống bậc nha. Bực lắm thiệt con. Bực lắm. To bự. Chắc 6-7 người khiêng đi xuống bậc ạ, xuống sừng ạ. Nó có gì cái này nè, nó có cái tay hả, không gì chéo buồn thôi, mình giờ mình
Xin chào các bạn, xin tạm biệt các bạn. Chúc các bạn ngày mới an lành, vui vẻ, may mắn, thành công. Xin hẹn gặp lại các bạn video sau. Rồi, bye bye, xin chào cả nhà.